cánh xuống sân bay Nội Bài. Đã hơn sau bao nhiêu năm, sau 5 năm trở về lại, đặt chân đến đất nước Việt Nam. Hôm nay mình có chuyến công tác tại Hà Nội để quay một vlog quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội cùng một ekip Việt Nam. Trong video ngày hôm nay thì Vi sẽ review những khoảnh khắc làm việc vô cùng thích thú và vui vẻ, chưa bao giờ được lên hình với mọi người. Đây là em make up em đây. Và em tên là em Ánh đúng không? Em ạ. Hôm nay em Ánh sẽ đi cùng Hạ Vi cả ngày để đi quay phim một cái vlog. Mình sẽ bắt đầu một ngày làm việc. Bây giờ chúng mình đi đâu nhở? Sang bên công viên đi chị ạ. Trung Quốc, sang Bắc Kinh. Em thích sang Bắc Kinh không? Muốn sang Bắc Kinh không? Vâng. Chiếc của mình đây, đằng sau đang chuẩn bị làm việc, đang chuẩn bị thiết bị quay phim. Em tên gì ạ? Huy à? Em Huy. Anh tên gì? Linh. Bạn tên gì? Hải, Tùng. Tùng à? Đây là Tùng đúng không? Còn bạn này thì là bạn Tiến. Còn đây là đạo diễn. Đạo diễn Nam. Ba Trường đúng không? Ba Trường. Em cũng dùng thiết bị của Trung Quốc đấy. Hôm nay còn có một em xinh gái Việt Nam dẫn Vi đi chơi các địa điểm ở Hà Nội. Xinh thế. Khán giả đầu tiên là mình sẽ đi quay ở Cung Hiếu Nghi. Cung Hiếu Nghi Việt Trung. Cung Hiếu Nghi Việt Trung là một công trình xây dựng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đấy. Hai người đi từ hai bên vào. Hai bên vào thôi, nắm tay nhau thôi, đứng ở giữa này thôi, nhìn vào máy cười xong. Tiếp theo đó là chỗ nào đây? Nhà hàng Thị Phục Viên. Đây là nhà hàng gì em? Thị Phục Viên ạ. Ở Hiếu Viên là của Việt Nam à? Nhà hàng món ăn Việt Nam à? Món ăn Trung Quốc. Ăn rồi à? Em gọi đi. Mình sẽ ngồi trên tầng 2 của nhà hàng này. Các bạn làm việc rất là chăm chỉ, cả là một cái ekip hợp tác với nhau rất là chặt chẽ. Bây giờ mình đã đến đâu rồi em? Ga Cát Linh Hà Đông ạ. Đây cũng là một công trình thể hiện sự hợp tác và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.
thì chúng mình đã đến chỗ nào? Văn Miếu. Bây giờ ekip của mình chuẩn bị vào Văn Miếu. Chị cảm ơn. Như mọi người đều đã biết, Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, cũng là biểu tượng văn hóa chung của hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó đều thờ Khổng Tử, nhà hiền triết vĩ đại của Trung Quốc sáng lập nền Nho giáo. Hôm nay vì đến đây cũng là để cầu mong cho một năm mới an lành và may mắn. Bây giờ mình đi đâu? Ra quay một cảnh quán cà phê chứ. Quán cà phê. Cà phê là món ăn tiêu biểu nhất của Việt Nam, mở đầu cho một ngày tươi mới. Vlog này cũng được mở đầu chính bằng ly cà phê đậm chất Việt Nam. Chúng mình đến Hoàng Thành Thăng Long. Ui, em đến chưa? Em chưa, em mới đứng ở ngoài đấy. Có cái logo Hoàng Thành Thăng Long. Logo Hoàng Thành Thăng Long. Ơi, hoa hậu rộng rãi lắm. Đây là lần đầu tiên mình đến đây đâu. Đâu này? Nào. Trang ơi. Trang ơi, anh Nghĩa đây. Khu vực phố đi bộ và chợ đêm phố cổ Hà Nội luôn có sức hút lớn đối với người dân và du khách. Cùng bạn bè và người thân tản bộ trên khu phố này, thưởng thức những món ăn ngon, hòa mình vào những màn trình diễn đặc sắc sẽ kết thúc một ngày làm việc của Vi và giúp mình nạp thêm năng lượng mới cho những ngày làm việc tiếp theo. Đây, đây là người mình sẽ chở chúng mình đi dạo phố cổ đúng không? Bắt người lên bác, bắt người lên bác. Đẹp quá. Đây, đúng trước màn hình rồi.